Lần nhất kỳ duyên, phần 2, tập 1, tập 101. Chuyến này, mấy vị thiền nam xin mời đi theo ta lên núi. Gần đây trải qua lần khó khăn trắc trở, xíu chút nữa thì mất mạng. Nhưng may mà những ngày đó, đến gặp Thao Tùng đạo nhân, thì đạo trưởng đã khiến cho ta đi cả cảnh giác, lại khuyên ta hành hiệp hóa kiếp. Lúc đó, trên trấn đang thiếu tiền xây dựng miếu thổ địa, ta đã bổ sung toàn bộ thần miếu, còn tự mình mua một cái lư hương đã tặng. Nhưng không nghĩ tới đối phương lại tuyệt tình như vậy. Trong lúc cả nhà ta đang ngủ lại nhà bằng hữu, thì bọn chúng có ý đồ phóng hỏa để cho chết hết. Nói ra thì cũng rất lạ, ấm trà trên bàn đột nhiên rơi xuống đất đánh thức ta dậy. Ta lau ra ngoài thì phát hiện ngọn lửa đã bùng lên rồi. Hai người hầu gì đứng cạnh gác bên ngoài, một người thì hôn mê, một người thì mất tích. Cuối cùng tuy lửa không được dập tắt, nhưng may mà lớn nhỏ cả nhà đều bị gọi dậy, không có ai bị thương. Sau đó ta càng nghĩ càng mơ hồ, mặt đất ở trong cái phòng và cái bàn của bốn bề yên tĩnh, ám trà thì không thể vô duyên vô cớ rơi xuống được. Âm thanh rơi vỡ kỳ chính là tín hiệu cứu mạng, vì vậy ta cho rằng là có quỷ thần giúp đỡ. Chuyện này cũng đúng lúc ta quyên tặng cho miếu thổ địa kia. Nói như vậy chuyện của hai người đã giải quyết xong, nên đến tìm sư phụ để cảm ơn. Không phải, ta gặp chuyện còn quỷ dị hơn, khó giải quyết hơn trước. Vậy thì gặp sư phụ ta rồi nói tiếp. Ôi, may mà có tiên sinh cũng ở đó. Tiên đạo trưởng à, này thực lực không biết là vẫn còn sao, thân thể như vậy mà còn nói là do quen đi đường núi, cũng có chút khoa trương rồi đó. Ai, không kỳ quái, không kỳ quái. Càng như vậy thì vân sơn quan này chúng ta đến rất đúng. Mọi người cố gắng lên đi, để đến đỉnh Yên Hà rồi thì chúng ta có thể bắt đầu leo núi. À, nãy giờ mới bắt đầu leo núi, vậy nãy giờ chúng ta đã làm cái quái gì tới trời? Trong quân sơn quan này là vô thượng, theo lý mà nói thì không cần phải tiến hương mọi lúc mọi nơi. Đạo trưởng hương hỏa của các người cho là ai vậy? Cho ai chứ, đương nhiên là cho Chu Thiên Tinh đấu rồi. Nhưng mà thiên địa này cũng không nhận hương hỏa của các người. Hả? Thiên địa không nhận? Không nhận thì thôi, mà thiên địa không nhận thì chúng ta cũng không thể bất kính. Đạo trưởng nói rất có lý. Sư phụ à, có tiên sinh khách tới rồi. Ơi, ơi, còn biết mấy vị thiền nam đến vân sơn quan của ta làm cái gì thế? Ở Thanh Tùng đạo trưởng, ngươi nhất định phải cứu ta, ta gặp phải phiền tối lớn rồi. Ông chủ hoàng à, người rốt cuộc cũng đã xảy ra chuyện gì? Mọi chuyện là như vậy nè. Rồi sau đó là ta bị muốn cảm ơn thổ địa, công nên đã cứu mình, nên ta đã đi mua con cá lớn và miếng thịt lớn đi vào trong miếu để cảm ơn. Sau khi thắp hương thì ta lấy hai cái quẻ hào hỏi thầm thổ địa công có phải đã chuyển nghi tình an hay không. Thế nhưng sau khi ta xin quẻ hào ba lần thì không một lần là may mắn. Trong lúc hoảng hốt lại tiếp tục xin ta vài lần, không chỉ không có điềm lành đến, ngay cả quẻ thứ 10 cũng bị vỡ ra. Hả? Vị thổ địa công này nói ngươi còn gặp hung hiểm, cho nên ông chú hoàng mới tìm ta giúp người tính toán một lần sau. Không chỉ như vậy, không chỉ như vậy, qua ngày hôm sau thì trong lòng ta bất an, cho nên ta đi miếu thổ địa thắp hương, kết quả là phát hiện ra phía trước miếu không ít người vây quanh, mà miếu thổ địa bị người phá hư. Vào miếu thì nhìn qua thì thấy tay trái tượng thổ địa không bị người ta làm gãy rồi. Ông chủ hoàng à, cái này vân sơn hoàng chỉ là một đạo kiếp quán nhỏ, rảnh rỗi thì chém quả mà thôi. Tôi cũng chỉ là một đạo sĩ nghèo đón mệnh cho người ta. Việc này ta không giúp được. Bồi Thanh Tùng đạo trưởng à, ta biết là do ông ta lúc đầu con mắt không thấy tới sự ngày đó ở trước miếu. Thật ra người muốn giúp ta, nhưng là do ta quá không biết không tốt xấu. Cầu người cho ta một cơ hội nữa, tận mũ nhất định còn quên ơn của đạo trưởng. Ông chủ hoàng à, ông đừng có hiểu lầm, liếu rầm rồi, ta đi. Xin hỏi ông chủ hoàng, có đi xin qua miếu Thanh Hoàng huyện Đông Nhạc chưa? Thanh Tùng đạo trưởng, vị này là, đây là cái tiền sinh có ơn lớn với ta và sư phụ của ta. Ta bằng hữu của Thanh Tùng đạo trưởng.
Mấy năm trước, tí lúc đã trưởng giáo hoàng ở các chầu, tí gặp ta hiện giờ thì ta ở lại vân sơn quan. À đúng vậy, có tiên sinh là khách quý của ta, vừa rồi cũng chính là câu bần đạo muốn hỏi đấy. Ông chủ hoàng à, đã đi cung bái miếu thành hoàng huyện đốc nhạc chưa? À đương nhiên, ta vừa bỏ tiền bạc sai người đi xa sửa lấy miếu thổ địa quê, vừa mang theo đầy đủ các loại cống phẩm cùng kính dâng lên cho lão thành hoàng. Sau đó thì ta mới lên đường tìm đến Vân Sơn. Thanh Tùng đạo trưởng à, ta nhớ người từng nói thổ địa công nào chưa được lập miếu thì có lẽ đạo hạnh thần đạo cũng sẽ không cao, ít nhất thì là chưa được hương hỏa để tu hành chính thần, có đúng không? À, mình có nói qua chuyện này như vậy sao? À, đúng là như vậy, có tiên sinh nói không sai. Xem ra ta nhớ không nhầm thì nói như theo lý mà nói thì Trấn Mậu Tiền cũng thuộc địa bàn của Đông Nhạc. Thổ địa của Trấn Mậu Tiền nếu như thật sự bị ta thân phá hủy, chứ dù là ông chủ hoàng không cung bái công phẩm thì chỉ có thể con thành hoàng đại nhân biết việc này thì ngài ấy cũng sẽ không làm ngừa. Đạo trưởng thấy ta nói vậy có đúng không? À đúng đúng đúng, cái thì nói rất là đúng. Ờ như vậy là tốt nhất. Ờ như vậy là tốt nhất. Ờ đúng rồi ông chủ hoàng à, lúc nãy ngươi có nói là những việc nguy hiểm trước sau đều là do có người gây ra, lúc đó cũng không phát sinh chuyện bất thường gì. Tiếp theo tới khi giao quả hào ở miêu thổ địa thì ngươi mới ý thức được có chuyện gì đó không đúng, có phải không? À đúng như lời cửa tiên sinh nói, trước đây ta tổn kiếp nạn đã qua nên mới dần công phẩm lên cho tận thổ địa đấy. Đạo trưởng, ngươi cũng biết cái chuyện này có chút kỳ lạ có đúng không? Đúng vậy, ban đã cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa, ông chú hoàng có thể sống sờ sờ đi đến đây quá là vận số không tệ. Ông chú hoàng à, ngươi có thể nói là ngày tháng sinh đẻ của mình cho bần đạo không? À được chứ, để ta bấm ngón tay coi. 102. Trong số mệnh của phúc duyên của ông chủ hoàng thâm hậu, lại có thể có tổ tông che chở, nơi đời trước thuận buồm xuôi gió, lúc tuổi già thì không quá mất âu sầu. Chỉ là hiện giờ ông chủ hoàng có sao kế đồ chiếu mệnh, phúc phận vốn dĩ thâm hậu cũng nên không xảy ra đại sự, nhưng hôm nay gặp việc này, hóa ra con người lại chuyển thành do yêu tà, đây chính là tử kiếp. Hả? Mặc dù mệnh của người tốt, nhưng số mệnh của người có dấu gì khí vậy mà giống như vật sống. Vì lần trước ta xem vẻ mặt của người cũng hơi khác biệt với lần này, chẳng qua chỉ là giờ có thêm ngày sinh tháng đẻ nên ta mới tính kỳ một chút. Chuyện này khắp nơi đều có rất quỷ dị, lại có thể có bản lĩnh ra tay với thủ địa công, lại khiến cho một phàm nhân như hoàng cung hoàng hơn nghiệp đến bây giờ vẫn hoang mang như vậy. Khí tức này kỳ lạ ẩn giấu bên trong khí tượng của hoàng hưng nghiệp thần khí. Ông chú hoàng à, chỉ cần vượt qua kiếp nạn của năm này thì sang năm người có thể thái chiếu thái em mờ chiếu mệnh, trong lòng thì dám nghĩ dám làm thì may mắn sẽ ập đến, mỗi chuyến đều có thể thành công. Thế nhưng vẫn phải vượt qua cái nạn này mới được. Thanh Tùng đạo trưởng à, người đã từng nói với ta có một vài yêu tà rình mò khí số đặc thù của người, những người có vận mệnh mạnh mẽ, với yêu tà vận số mệnh đó chạy trốn thì nó mới dẫn dắt bố trí cho người ta rơi vào bẫy. Chuyện này phải chẳng cái chút giống như vậy nhỉ? À có tiên sinh nói đúng, à, giống, quả thật là giống, rất giống đấy. Trước đây kẻ gian phóng hỏa kia đón chân cũng chưa hẳn là muốn tiêu chết ông chủ hoàng, chẳng qua chỉ là muốn ông chủ hoàng bị giày vò, là muốn cầu mưu cầu cái gì đó. Nếu như người chết đèn tắt thì vẫn số tàn cũng không được, đúng không đạo trưởng? À đúng vậy, đúng như cái tiên sinh nói, nhưng làm người ta bị giày vò thì càng thảm hại hơn. Trong nhân gian thì có một vài yêu tà mà ẩn giúp núp ở đâu đó, đạo hạnh thì có chút vị gì, lần này xem ra bọn chúng sẽ không bỏ qua cho ông chủ hoàng đâu. Đi. Nhưng mà ông chủ hoàng được cái gì tạm đi, lúc nãy ngay cả khi hoàng thành không làm được gì thì Thanh Tùng đạo trưởng nhất định sẽ không làm ngừa đâu. À đúng không đạo trưởng? À đúng đúng vậy, đúng vậy. À có tiền hả? À đúng đúng vậy. Thế bạn đạo
Đạo hạnh của bần đạo nồng cạn, nhưng nếu như ngài đã yêu cầu tới cửa rồi, vậy thì ta cũng sẽ không mặc kệ được. Ở đó tạ Tùng đạo trưởng đã giúp đỡ, đó tạ Thanh Tùng đạo trưởng đã giúp đỡ. Nếu như lần này Hoàng Mỗ có thể vượt qua kiếp nạn này, nhất định sẽ báo ân. Có tiền sinh nào có phải ngài đã nghĩ đến cái đối sách giúp đỡ cho Hoàng Hưng nghiệp kia không? Tất nhiên là có đối sách rồi đó, chính là Thanh Tùng đạo trưởng ở xuống núi cùng với Hoàng Hưng nghiệp, có thể biến số gì cũng có thể giúp đỡ gã trảm yêu trừ ma. Ai dù có tiền sinh à, anh ngài biết là ta có thực lực như thế nào mà làm sao có thể tính toán được xem vẫn mở cho người ta rồi lại trảm yêu trừ ma chứ? Ngay cả quỷ ta còn chưa thấy quà, anh đâu khó của chuyện này cũng quá lớn rồi đó. Tuổi thân của ta mới được bù đắp có một chút thôi, ngố nhớ bị hại hại như vậy thì liệu mất cái mạng thì làm sao? Tất nhiên là Thanh Tùng đạo trưởng sẽ theo Hoàng Hân nghiệp xuống núi rồi. Nhưng chưa hẳn là Thanh Tùng đạo trưởng thật đâu. Ý, đây là ta đang nhìn ta ư? À, sư phụ à, tất cả phải cẩn thận đấy. Sư phụ à, làm sao mà có tiền sinh có khuôn mặt giống như người như vậy? À, có phải là thuộc về dòng cao thủ của giang hồ không? Có thể dạy cho con một chút không vậy? À, cái gì mà thuật dục dùng chứ? Đó là tiền pháp. Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, có tiền sinh là thần tiên mà. Nhưng chỉ có tiền sinh nói mình là không phải. Thanh Tùng đạo trưởng à, chúng ta có nên đến miếu thành hoàng trước không? Nếu như chúng ta trốn ở trong huyện thành có phải sẽ an toàn hơn không? Phụ thân của ta lại ở đang nhùng nhạc phổ ở trong thành, nhưng tránh được lần này vẫn không tránh được lần thứ 15. Việc này ngươi còn phải đối mặt. Quý thân của lúc thừa giãn có người cũng như vậy, ngay cả khi người một mực ở lại huyện đó nhạc thì cũng không thể không đảm bảo xảy ra chuyện gì. Tốt nhất là giải quyết mọi chuyện cho thật tốt. À, đạo trưởng nói phải. Thanh Tùng đạo trưởng, phía trước chính là miếu thổ địa. Trước miếu lại có Nhật Tuần Vũ à, các người đã có nói lời dư thừa. À, Nhật Tuần Vũ. Chính là Nhật Du thần thường được nhắc đến, chắc hẳn là do thành hoàng huyện Đông Nhạc nhắc tới rồi. Người này chính là Hoàng Hưng Nghiệp. Đúng vậy, gã là người mới đến thành hoàng cúng bái rồi bẩm báo tình hình nơi này đấy. Còn đạo nhân này là ai? Mà hình như là Thánh Tùng đạo nhân thường ngày thì bày quán hàng ở trước kỳ miếu đó. Hiện tại thì hương khói rất nhạt, không phải là bất cứ tà khí nào để lại, lấy nào là do người gây tai họa sao? Hoàng phủ, những món ăn này đều là của khách xá tà. Ngoài ra còn chuẩn bị 28 bàn gỗ, nếu không có chuyện gì thì không làm phiền nữa. À, được, nhanh đi, cứ làm theo như lời đạo trưởng đã nói. Thánh Tùng đạo nhân, hóa ra ngươi có thể nhìn thấy chúng ta. Trước đây có quá nhiều người phạm, ta biết được quy củ của âm ty nên cũng không tiếp xúc với hai vị sứ quan mong được tha thứ. Thật ra hai hôm nay Nhật Giá Tuần Dù bọn ta đến kiếm tra trấn màu tiền, nhưng chủ yếu là để tìm thổ địa công. Dường như thổ địa công ở đây đang ẩn trốn, cho nên bọn ta tìm khắp nơi cũng đều không thấy lão. Sao lại có chuyện như vậy? Thổ địa không ẩn nấp rồi sao? Một cùng ba. Hai vị Nhật Tuần Sứ à, bọn đã cảm thấy việc này không hề đơn giản, mong hai vị bây giờ có thể trở về bẩm báo cho thành hoàng đại nhân. Nói rằng mệnh cách của Hoàng Công Nghiệp rất đặc biệt, hình như có một tà vật hiện lợi hại đã mưu đồ cái gì đó, nhờ âm ty phái thêm người tới điều tra. Ông bọn ta sẽ trở về bẩm báo đợi thành hoàng đại nhân quyết định. Làm phiền hai vị rồi. Cho mời thổ địa thần của trấn Mậu Tiền tới gặp. Đúng là mệnh bá đạo. Thổ địa của trấn Mậu Tiền bái kiến thường tiền, bái kiến thường tiền. À, thường thường tiên là cao nhân đại diệu, anh ngay tới là tốt rồi, nhất định phải cho, phải làm chủ cho tiểu nhân. Mộ giờ này sợ hãi này giống như là của Hoàng Hưng Nghiệp vậy.
Thối địa cùng, vì sao ông ti tìm người, nhưng người lại không hiện thân? Ông bấm thường tiên hả? Con hứa nghiệp này đã chọc phải thứ lợi hại, tên hoàng huyện Đông Nhạc cũng chưa chắc đã ngăn chặn được. Trước đây ta không biết rõ tình hình nên đã tìm giúp họ, nhà họ Hoàng. Lần này nếu ngài còn tới thì ta nào dám hiện thân chứ? Vật này lợi hại như vậy sao? Kết hợp với con người thì lại không cho tà khí kỳ quái, nhìn giống như là người nhưng thật ra là dị loại. Trong con người ẩn giấu âm u, bụng có lưỡi dài chui vào, không phải quỷ cũng không phải người, cũng không phải thần. À, tiểu thần cũng không dám xác định nó là cái gì nữa, nhưng quá thật rất là khủng khiếp. Ngày đó khi Hoàng Hưng Nghiệp đến miếu của ta cầu quẻ hào thì thật ra ta cũng không nhìn ra cái gì cả, nhưng bởi vì nhà Hoàng có ân xây miếu nên ta cũng đổ cái linh khí lên người của Hoàng Hưng Nghiệp, khiến quẻ hào của gã càng chuẩn xác hơn. Nói cách khác thì lần giới quả hào kia thật ra cũng không phải là do người giúp đỡ Hoàng Hưng Nghiệp tính toán à, mà lên lên vận của bản thân gã tự cảm nhận sao? Đúng vậy thường tiên à, nói là tiểu thần ta có pháp lực như vậy, làm sao mà tính được vật quỷ gì tại yêu kỳ chứ? Nhưng mà loại kỳ nhân liên tục 9 lần đều là hùng, ta cũng nhìn ra sự tình không đúng. Thậm chí cũng phát giác ra trên người của Hoàng Hưng Nghiệp có một cổ thần khí đặc thù, dĩ nhiên là còn chưa ổn định, ta thấy tính tới công tốt nên đã ném vỡ một nửa trong đó. Hoàng Hưng Nghiệp kia đi rồi, ta lo sợ bất an, ta mơ hồ phát hiện ra có khả năng mình đã chọc phải chuyện lớn gì đó. Quả nhiên vào cái giờ tí đêm hôm đó liền có phiền phức tới. Giờ tí tưởng thần đứt cánh tay sau, miếu thờ của ta còn chưa xây xong, vì vậy buổi tối cũng không đóng cửa. Đêm hôm đó có một quái nhân mang theo mũ rộng vành bước vào. Ta chỉ nghĩ đó là một phàm nhân muốn ngủ lại trong miếu mà thôi. Người họ nó vừa vào miếu liền nhìn chăm chăm vào tượng thần của ta, trong mắt lại mơ hồ hiện ra màu sắc u ám. Thì là tiếng rắc rắc ở trong bụng người đó có âm thanh quái dị, nghe như âm thanh khiến cho ta phán phức như cả người lơi vào lệ ác. Sau khi chửi một câu xen vào việc của người khác thì sẽ không xông về phía tượng thần của ta. Lúc ấy ta giật mình, biết được chuyện không ổn rồi lập tức bỏ chạy. Nếu như ta đi chậm một bước thôi, không chỉ thần tượng bị xét toàn đâu. Trong con người cảm dấu âm u à, bụng lưỡi dài chui vào, thổ địa của thần tượng cũng hoàn toàn không thể nhìn ra. Sự tình thì càng khó giải quyết hơn ở trong tưởng tượng của mình rồi. Càng lên những vật không lộ ra cái gì chứ, thì càng nguy hiểm quỷ dị hơn. Thôi đi công à, vậy mọi người nói thì có phạm vi của trấn mộ tiền không? Người có tìm ra không? Ở hiện tại thì có lẽ nó đã không ở trấn mộ tiền nữa rồi. Trong lúc ẩn nấp thì tiểu thần đã suy nghĩ kỹ càng. Lâm tiểu thần không hiểu là vật kia giống như đang nằm ở trong phương kế, là muốn làm cho Hoàng Hưng sụp đổ, mà không phải là muốn giết chết hoặc là nuốt người này thật sự. Ồ, có lẽ nó muốn chờ tới lúc Hoàng Hưng Nghiệp sụp đổ tinh thần thì mới nuốt gã. Hắn chỉ là không muốn làm cho một cổ đặc thù trong bọn số của Hoàng Hưng Nghiệp kia phát hiện rồi bỏ trốn mà đúng. Bây giờ xem ra bọn số đặc thù trên người của Hoàng Hưng Nghiệp kia là nhân thân thần, cũng được xưng là thần tự nghén, là một loại ở trong thần linh tự sự, nghe đồn thì có trên người của vạn vật chi linh mới xuất hiện có thể. Mà ngôi đạo trưởng đã nói rằng nhân thần thần này rất nhì bén, một khi phát giác ra thì có được gì đó không đúng, hoặc là tự tản ra biến mất vô hình, hoặc là mang theo linh quát thoát ra khỏi nhân người. Vì hồ hương nghiệp này hình như chỉ là một địa chủ và là một thường nhân, là có thể thầy có thai ngán ra chuyển thần gì như thế. Thường tiên phát hiện ra cái gì rồi sao? Có một chút gì đó làm phiền thổ địa trồng còi trống màu tiền. Nếu ngươi có thể phát hiện ra người kia xuất hiện lần nữa, lập tức báo cho ta biết. À vâng, lệnh pháp của chỉ có thường tiên. Đầu thật đấy, đây cũng không phải là trò đùa của ông vật bình thường lừa gạt đồ cung tế, mà đối phương là muốn Hoàng Hưng Nghiệp phát hiện ra nhân thân thần, quả thực không đơn giản.
Nói không chừng đối với tất cả sự vật là có thể gây ra uy hiếp cố trấn màu tiền này. Đốt vương đều hiểu rõ như lòng bàn tay. Chỉ ngoại trừ ta ra cớ duyên. Lão già, bốn quán của phủ thành thật sự là giờ lão nô đi xử lý sao? Mặc dù nửa tháng này đã không có xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn nên nghe theo sự gián do của đạo trưởng, không được bước lên nửa bước ra khỏi phủ. Chuyện của phủ thành là do ngươi làm. Rõ, lão nô đã hiểu rồi. À đúng rồi, sở già, đại thiếu hồn này có đến thăm, xe ngựa đã vào thành rồi. Để rồi sắp xếp dưới xuống dưới đi, ta sẽ đích thân đi đón hắn. Để ta giới thiệu một chút, sở hì chất à, vị này là thân tùng đạo trưởng, cũng là khách quý của quỷ phủ. Hồi trước hoàng mố rất chọc phải và không sạch sẽ nên đã mời đạo trưởng đến trừ tà đấy. Thanh tùng đạo trưởng, ở vị này chính là các hạ lệ thị đổi một bộ xá tịch có người rồi sao? Đây là thân thánh phương nào? Tôn hạ chắc chắn không phải là thanh tùng đạo nhân. Ta hiểu rất rõ càng nghiền cái tờ nguyện gã chẳng quá chỉ là một kiếm đạo sĩ cò bối kém cỏi mà thôi. Này tuyệt đối không phải là ma ký mà là chân mà nhân thần. Tôn hạ cũng không phải là sợ mình tài mà. Chuyện đã rành rành ra rồi, đừng có nói nữa. Nói như tiện thì người không ngại đến chỗ khác nói chuyện chứ. Ta biết rằng nhân thân thần này cực kỳ hiếm có, nhưng ta có thờ đây thì tôn hạ vẫn không nên cái chủ ý này. Ta mở ra tay thì toàn bộ bà thực đất của trấn mộ tiền này, thậm chí chuyện đông nhạc vẫn còn ít đấy. Linh dương thanh đàn tàng phong vạn trường. Ta đang nghĩ vì sao hoàng hơn nghiệp này lại có thể có tài ngán được nhân thân thần, nào ngờ phía sau ẩn giấu một vị nhật chân tiền. Tôn hạ nói đúng, chúng ta động thủ thì chẳng ai được lợi gì cả. Không biết cái chỗ nào thuận tiện cho hai ta nói chuyện không? Nhất định phải giả bộ. Ngươi và ta đều là không thể tin tưởng nhau. Nói như tìm được nơi trò chuyện thì chỉ có thể hỏi một người phù hợp. Thổ địa, mau tới đi. À, tiêu thần bái kiến thuận tiện. Cái gì? Lại là câu thần. Và lại còn được vận dụng tới mức nhẹ nhàng như vậy. Mình làm thế nào mới yên ổn mà thúc thần đi? Thôi đi à, con mà, có chỗ nào thanh tịnh phù hợp chúng ta nói chuyện không? À bấm thường tiền chỉ bằng chúng ta đến phủ ở trong miếu thổ địa của ta. Mặc dù đơn sơ nhưng sẽ không có phàm nhân xuất hiện và không có quỷ sai âm ti quấy rầy. Ý tôn hạ như thế nào? Thổ địa này là do người gọi đến, nơi cũng là do lão chọn, không đi thì chuyển nơi khác đi. Đây là chột dạ rồi sao? Ngươi càng chột dạ thì tốt, mặc dù ta cũng không tự tin, nhưng mà người lại không biết đâu nhà. Chỉ bận tông hạ chọn một vị trí đi, vô sao thì ta đi cái nơi nào cũng được, miễn là ở trong trấn màu tiền. Vậy thì ở phủ hỏa hoàng này đi. Ồ, được phủ hỏa hoàng thì hoàng phủ. Để tránh có người quấy rầy. Thôi đi con mà, là đứa hoàng hơn nghiệp và tất cả tội tế tập dịch ở hoàng phủ đi đi. Lĩnh pháp chỉ 104. Nói thật chứ, ngoài trừ ngọc ngoài sơn và thập thiên già thì nhìn thấy tông hạ trồng cảnh nội nước đài trình cũng là ta giật cả mình. Nhìn thấy tông hạ của ta bị dọa cho sợ hãi, tốt nhìn thì có thể nhiều người tới đài trình tham gia náo nhiệt, ngay cả chân tiên cũng tới. Để tham gia náo nhiệt thì đài trình có duyên như chuyện náo nhiệt sao? Lâu lộn có biết gì không? Tôn Hà là hiểu lầm rồi. Kế Hàng Môn vốn là người của đại trình, đương nhiên khi đó vẫn chưa được gọi là đại trình. Đại trình ngoại trừ một cầu chân lộng thế thì còn có chân tiền như Tôn Hải sao? Lão lộng kia không biết sao? Sao hắn lại không biết chứ? Ta là bạn cũ của Nhất Mạch Hồng Thiền Gia, Long Tử, Long Nữ đều phải gọi ta một tiếng thúc thúc đấy. Phần lớn tiền và dù không ưa hành nhau, hai người này quen nhau thật sao? Thật cái giá gì? Trước đó vài ngày ta còn truyền thư cho Thông Thiền Gia báo rằng ta đang ở huyện Đông Nhạc. Với tư cách của lão lồng kia thì nó không chừng chồng mày chốc
sẽ đến tìm ta đó. Cái gì? Ân lão già đúng là trợ cộng tổ. Thật sự là rất đúng lúc, vừa mới nhắc lão lùng thì lão long lại đến rồi. Cái gì? Bụng dơ thì không nên để gần người, mà tí châu lại có thể lâu dừ lại, thì tuyệt đối không phải là tí trần thuộc. Vô cấu trần thần, thân thể không dính bụi, người bên cạnh này chỉ sợ không tầm thường, vượt qua sức tưởng tượng của ta. Nhưng sao lại có một vị trần tiền kinh khủng như vậy ẩn nấp ở nơi đại trinh này chứ? Mà khắp nơi chẳng có ai hay biết gì cả. Ai tấp đi là sao đây? Gắn lên lại. À, con ngờ tại sự con có tấp một lại thật lân thần kỳ đó. Mọi người đầu hối quy xuống hoàng xin, được cái biện pháp này quá tuyệt vời. Ta đã biết là đi theo sợi tóc kia nhất định sẽ tìm được cỡ tiên sinh mà. Có điều không nghĩ tới còn có bất ngờ đó. Đi ứng lão tiên sinh à, từ khi chia tay vẫn đến giờ không có vấn đề gì chứ? Là đi, là miếng trà nào. Xem ra Tống Hà là người rất thích uống trà nhỉ. Nhưng bây giờ chúng ta cũng nên bàn chuyện chính thôi. Tôn Hạ nói đến chuyện náo nhiệt ở đại trình, rốt cuộc đó là chuyện gì? Ta đang rảnh rỗi đi dạo đã quen rồi, nên không nắm mắt được tin tức. Đi, có tiên sinh không biết sao? Cũng đúng, cũng đúng. Chính ta cũng mới biết ở đây không lâu. Nghe đồn thì trong thiền cờ của các thiên hiền động thiền, mấy năm trước có ba vị râu dài cảm ngộ nên đã gieo quả. Một năm sau thì quế thành, tính được ở phía nam đông thổ Vạn Châu chính là lãnh thổ nước Đại Trịnh. Mà ẩn hiện vận số cực lớn, trong đó để ẩn giấu đạo vận duyên vô tận. Còn gì nữa không? Hết rồi. Nghe nói hiện tại Thiên Hiền Tông đã mở ra toàn bộ cấm chế, hoàn toàn đóng rồi. Thiền cờ cá từ chối mọi việc thăm viếng. Mà ông lão râu dài kia dường như đã bị thương nặng, cũng không biết tin tức truyền tới nơi như thế nào nữa. Chuyện này vốn dĩ rất kỳ lạ, cho nên thật giả lẫn lộn lại không có cách nào để chứng thực. Với tiên cờ cát thì ta cũng tới đây để hóng chuyện. Thì thấy Hoàng Hơn Nghiệp thài nghén ra nhân thân thần, nên nhất thời hiếu kỳ mà nhìn lâu hơn một chút. Ồ, vậy thân xác này là của người à? Chuyện trước kia là sao? Bằng hữu của ta mặc dù không phân biệt yêu mà tiền, nhưng lại rất ghét những kẻ ta má làm điều ác đó. Đợt cái nhìn hắn tới cười. Cùng ngươi uống trà kiếm ý vàng tượng, bên trong thanh đàn kiếm này đã sắp không kiếm nổi nữa rồi. Bên trái cái chân lộc, bên phải cái chân tiền. Đây là thời khắc nguy hiểm nhất đời mình rồi. Sở Minh Tài cũng không xem là người tốt gì. Nơi như trong lòng đã có ma niệm, thì cái cả tà cũng không thể tùy tiện nhập vào thể xác như trở như dễ như trở bàn tay. Hiếm khi cơ có tiền sinh vì chân tiền không có thành kiến với yêu mà chân thần. Ta nỡ mặt hai vị tiền sinh, ta đồng ý với hai người rằng sẽ không tùy ý ra tay ở bên trong đại trình, lại càng không động tới Hoàng Hương Nghiệp. Thật sự ra tay thì huyện Đông Nhạc này, thậm chí là đại trình, nhất định sẽ tan thành mây khói, không còn an ninh. Vỡ chết rồi, câu nói ý hiếp vừa nãy hình như đã phản tác dụng rồi. Trước tiên thì ấn lão tiên sinh bớt giận, lời nói của Tôn Hà cũng có chút đạo lý. Chúng ta đồng thủ thì quá thật là đồng tình quá lớn. Chúng ta tìm mầm thì huyện Đông Nhạc trà sát tính cách của hai người này một chút. Nếu đúng như người nói thì hôm nay chúng ta sẽ thả Tôn Hà bình yên rời đi. Nếu có chỗ sai số thì nhất thì Tông Hạ cũng phải bày tỏ một chút. Vậy hãy làm theo những lời Cung Đức Thiên Sĩ nói đi. Thổ địa công, à thổ địa trấn mộ tiền bá kiến thượng tiền. Mời thổ địa công nhanh chóng báo tiền chàm tỷ huyện Đông Nhạc, nói rằng chúng ta muốn trả sẽ thần thế và nhân phẩm của Sở Minh Tài. Tiểu thần lĩnh pháp chỉ.
Sở Minh Tài là người Phương Nguyệt An Phủ Trường Xuyên, là do hắn ta được nuông chiều từ bé, là một cậu ấm vô cùng hào sắc, cậu ta thường tới lầu xanh. Người này quả thật là cũng không được xem là người có đạo hạnh, nhưng là người có tội ác tày trời. Tôn Hạ cảm thấy việc này nên chấm dứt như thế nào đây? Chà, cứ thúc thúc, hai người dễ dãi bỏ quà cho gã này như vậy sao? Không giữ lại gia họ này hả? Con coi đó là kẻ nào, một kẻ tiểu quái mới biến hình thành chắc. Nếu thật sự đồng thủ thì có biết hậu quả là sao không? Biện pháp này của kẻ thúc thúc, con ngươi thật là nham hiểm. Trừ tiền thì ra tay ép tiền mà thuyết thật không được vào đại trình nữa. Sau đó thì tha cho gã chạy. Dưới tình huống bất động hài chúng ta chỉ ra tới một lần. Chừng mà có thể đồng thời chịu được tìm lòng trạo vuốt và tiền kiếm sắc bén, chứ đổi thành còn thì trọng thương rồi đó. Nhưng chẳng phải vẫn để gà chạy hay sao? Chỉ chịu hai đòn kết quả này cũng xem như là may mắn rồi. Ây da, trăm năm sau tuyệt đối không được bước vào đại trình nữa. 106, sư phụ à, có tiên sinh đã trở về, có tiên sinh đã trở về rồi. Ở đây chính là Thanh Tùng Đào Nhân, mà người khoe khoang rằng tài nghệ nấu ăn sánh ngang với tiên phủ sâu. Đây là một con cá mè, hoa lớn ở Thông Thiên Giang. Ta xem như người có thể làm ra món ăn ngon thế nào. Không dám, mời các vị vào, tuần này ta nhất định sẽ làm một bữa ăn ngon. Con cá lớn như vậy sao? Con cá này không dứt 40 con đâu đó. Con sống thì các ngài mà nói lên núi như thế nào vậy? Cô tiên sinh à, nhìn cái tướng mạo hai vị vị kia ta lọt vào sương mù vậy, bọn họ không phải là phạm nhân có đúng không? Bên tôi là kẻ phá sao, đối với họ thì ngược 3 phần kinh sợ, 7 phần bình thường là được rồi. Vốn dĩ ta chỉ xem sự tình của thiên cờ cát là một chuyện cười, nhưng không ngờ ngay cả chân ma còn tới. Chính là gã tự xui xẻo, đúng lúc gặp phải cái tiền sinh. Truyền cười này cũng không mừng cười chút nào, chỉ vọng được cái ai đó lắm mồm mà thôi. Ưng lỗ tiền sinh, cho nên hành động đi. Dù sao thì đại trình cũng là nơi sinh sống của ta và người. Tất nhiên rồi, mấy cái tên gia hỏa Ngọc Sơn hồi kia cũng không biết đó là cái quỷ gì mà phản ứng lại chậm chạp đến như vậy. Đây đúng là đang nhắc nhở mình, đại trình không chỉ có Trần Long, Ngọc Hoài Sơn cũng có thể nhìn thấy. Không biết thì cổ phụng đang ở vị trí nào của Ngọc Hoài Sơn, cô không biết người đã lì già đến núi hay chưa nữa. Tiểu già, người đừng có chạy nữa, có chân té bây giờ. Không chạy là người bắt được ta chắc. Quý tiểu già đừng có phá phách nữa, hôm nay là ngày đầu tiên phụ tự lên lớp đó, đừng để lại ấn tượng xấu. Đọc sách coi lắm chấm với gì cả. Con trai của người vội, người nghi sinh. Ta muốn đi tìm mẹ, ta muốn đi tìm cha. Ở đâu rồi cái chuyện trẻ con 3 tuổi đã bắt đọc sách chứ? Ta không đi, ta không chịu đi. Công tử Bi Phủ thật là một đứa trẻ thông minh, còn có linh khí. Hợp tập dũ dàng, không chắc sau này sẽ là Doãn công tử hài của phủ được thắng. Thì công tử, bây giờ chúng ta bắt đầu học thôi. Hôm nay nghi sinh biểu hiện như thế nào, phu tử đã nói sao? Phu tử đã khen tỷ công tử cực kỳ thông minh, nội đức tán phủ quá được là văn thúc tình chiều sáng rồi. Chỉ là thiếu gia dù sao của còn nhỏ, cho nên không ngồi im được. Cha, con trai ngoan. Nghi sinh à, con biết tại sao quý phụ để con đọc sách viết chữ sớm như vậy hay không? Con thông minh, tỷ tử này. Để con biết chữ đọc sách là bởi vì trước khi con đủ 5 tuổi, phụ thân sẽ đưa con đến một nơi. 5 tuổi đã không phải chính là cuối năm sau sao? Lão già nghe sẽ còn nhỏ như vậy, đúng là lão già đàn bà. Chuyện này có quan hệ đến sự tương lai của người sinh, cũng có quan hệ với tương lai của người già. Nếu như có cơ hội ngàn năm, cũng có một cũng không sai. Giống thần đồng đất Việt quá. Đêm nay là lần đầu tiên phụ thần nói cho con biết bí mật của người già.
Nhưng phụ thần muốn con biết chừng mực. Chuyện này không được nói lùng tùng, nói truyền ra ngoài thì nghi già tà phúc họa có lượng, có hiểu hay không? A đã hiểu. Nghi già tà đã có được khối mạo ngọc trước đây, được nhiều đời truyền lại một điện cổ, nhưng sau đó xảy ra biến cố. Chuyện này phải kể từ lúc ở huyện Ninh An. Nghi trình cô hãy nhớ kỹ rằng Nghi gia chúng ta có hai đại quý nhân, một là người cao thủ cùng một tầng bí đã cứu cha một mạng, một là thần thiết hình còn xuất thân nhập hóa, tiếng nói trầm thấp khàn khàn. Đến này Nghi gia ta vẫn chưa trả ra được thân phận, nếu có cơ hội thì ân này không thể công báo. Con nhớ rồi ạ, phụ thần ơi, thế quý nhân con lại là ai? Quý nhân thứ hai chính là tiền nhận chỉ đưa cho Nghi gia ta. Ngọc bổ này con đã thấy qua rồi. Đấy chính là lần duy nhất ta được có tiền sinh, chính là cơ duyên tiên đạo được phá ngọc hồi sơn. Cơ hội gặp được ngọc hoài sơn cầu tiền chính là trong 12 năm nay mà nghi sinh, con chính là hy vọng của người già. Chà, vậy đến thời điểm đó thì con sẽ phải đến ngọc hồi sơn để cầu tiên à? Cha sẽ đi cùng với con, tốt nhất là cha có thể lại đó, nhưng ngồi nhớ không được thì con có thể chỉ dựa vào bản thân mình. À đúng rồi, trước kia cháu kể về trái tiền quả lúc đầy tháng của con, nó đến từ đâu ạ? Đấy là dĩ nhiên, là cái tao trong viện có tiền sinh mấy năm nay. Nó rất ít kết quả, mà quả thì lại rực đỏ như lửa, được gọi là hỏa táo. Quả thực thì cực kỳ, thần bí cực kỳ hiếm có. Quả táo mà cô ăn là do cha đúng lúc lấy được từ chỗ của Hồ Đại Hiệp. Nếu đã biết nó ở huyện Ninh An thì sao phụ thần không lấy được ạ? Nghi xem à, trên đất, trên trời có rất nhiều thứ không thể dùng tiền mà mua được, dùng võ công cũng không giành được. Đó là quả của cái tiền sinh, thủ đoạn không đàng hoàng lấy được thì tương lai nhất định sẽ có báo ứng. Cái cây tiền táo ấy thì có một thiên niên trồng cội, thân phận của bản thân thiên niên ấy cũng khá cao. Con ta chính là con trai của tràng nghiền thứ ba từ Doãn Triều Tiên. Trên đó, cậu ta bên cạnh có tiền sinh lâu ngày, tuyệt đối không phải là một cậu nhóc bình thường. 3 tuổi, mài kinh thi sử. Kỳ lạ, tiểu công tử của Nghi gia lại thay đổi, học hành chăm chỉ siêng năng đến như vậy ta.